Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta đã trải qua tuần đầu tiên của tháng 9 và cũng có thể nói là thị trường cũng đã có những cái sự sụt giảm, không chỉ riêng đối với cả thị trường crypto mà ngay kể cả đối với cả thị trường tài chính nói chung cũng đã có những cái nhịp giảm tương đối là đáng kể. Vậy thì những cái thông tin nào đang được chú ý trên thị trường thời điểm hiện tại và chúng ta cần phải chuẩn bị những gì trong 3 tuần sắp tới của tháng 9 thì mình sẽ chia sẻ và cập nhật với các bạn ở trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận được những ưu đãi độc quyền dành cho thành viên của anh Real Capital cũng như các thông tin tín hiệu khi các bạn giao dịch Bitcoin, Altcoin, vàng và các cặp ngoại hối thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0962688246. Ngoài ra, nếu như các bạn là người mới cần hỗ trợ về chiến lược đầu tư phù hợp, các bạn có thể tham gia chương trình đào tạo miễn phí 3 ngày. Các bạn có thể đăng ký bằng cách nhắn tin tới số Zalo trên màn hình hoặc điền thông tin vào form đăng ký hỗ trợ. Link tham gia mình sẽ để dưới phần mô tả của các video trên YouTube của anh Real Capital. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cả nội dung chính. Thì như thường lệ thì khởi đầu tuần mới chúng ta sẽ check xem xu hướng trung hạn và dài hạn của Bitcoin trên khung tuần là như thế nào. Chúng ta có thể thấy rằng là trong tuần trước là tuần đầu tiên của tháng 9 thì chúng ta đã có một cây nến giảm tầm khoảng 11%. Đây là một cây nến tuần thực sự không tốt trong ngắn hạn khi mà nó đang là cây nến tuần thứ hai đang xác nhận cái xu hướng xuyên qua đường hỗ trợ EMA 34. Thì cái việc mà nến tuần phá qua những cái vùng cản hỗ trợ đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta cũng đang trong những cái xu hướng gọi là điều chỉnh, đúng không ạ? Và trong ít nhất là trong tháng 9 thì mình cho rằng là chúng ta cũng sẽ đối mặt với những cái xu hướng thực sự là không tốt. Trong tuần đầu tiên của tháng 9 thì chúng ta đã chứng kiến cái mức giảm cũng đã lên tới gần 10% rồi. Còn 3 tuần nữa chúng ta sẽ kết thúc. Không biết rằng là 3 tuần nữa thì chúng ta sẽ có mức sụt giảm ít hơn hay là mức sụt giảm nhiều hơn. Tuy nhiên thì theo những thống kê cho thấy rằng là trong tháng 9 thì thường là cái xu hướng sẽ không thực sự là quá đẹp. Thế nên là mình cho rằng là chúng ta nên chuẩn bị trước tinh thần cho cái xu hướng giảm tiếp thì nó sẽ là hợp lý hơn để tránh chúng ta có những cái hy vọng không hợp lý ở trong thời điểm hiện tại. Nếu mà chúng ta chuyển xuống khung ngày ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta tại cái thời điểm mình đang làm video này thì đang có cái xu hướng hồi nhẹ lên vùng 55.000 đô. Nhưng cũng có thể đây sẽ là một cái nhịp quay lại, test lại đường kháng cự 55.000. Thậm chí là đường EMA 34 cũng đã có dấu hiệu là cắt xuống dưới cả hai đường EMA 89 và 200. Và điều này xảy ra khi mà phe bán đang chiếm ưu thế. Và cũng rất trùng hợp là cái lần gần nhất mà chúng ta chứng kiến cái hiện tượng này đó là vào thời điểm cuối tháng 8 và đầu tháng 9 của năm 2023. Như vậy là tròn một năm chúng ta đã quay trở lại cái xu hướng này. Và đây là cái minh chứng rõ nét nhất. Không phải ngẫu nhiên người ta nói rằng tháng 8 và tháng 9 là hai cái tháng xấu nhất trong một năm đối với cả thị trường crypto. Thì với nhận định của mình thì trên khung ngày thì cái vùng giá hỗ trợ gần nhất của chúng ta sẽ là khu vực từ 49 cho tới 52.000 đô. Hy vọng chúng ta sẽ không phá qua khu vực này bởi vì đây là khu vực mà đã được đỡ rất là nhiều lần trong năm 2024. Nếu mà chúng ta bị thủng qua thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái nhịp panic trong ngắn hạn. Và cái đây là cái điều mà chúng ta cũng hoàn toàn là không mong muốn, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta phá vỡ qua khu vực 50.000 thì nó sẽ bên dưới khá là nhiều những cái đường EMA. Tất nhiên mình đang muốn chia sẻ với các bạn là xu hướng ngắn hạn chúng ta sẽ còn tầm khoảng 3 tuần nữa để biết xem là xu hướng trong tháng 9 nó sẽ là như thế nào. Thì với cái việc giá của Bitcoin đang có xu hướng giảm trong khoảng thời gian vừa qua thì chắc chắn là một trong những áp lực rất lớn đối chính là đối với những holder altcoin. Và mình tin rằng là đa số các bạn ngồi đây thì cũng đang đều nắm giữ altcoin khá là nhiều, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bỏ qua downtrend và chúng ta so sánh cái nhịp giảm của altcoin trong đợt Covid-19 thì chúng ta có thể khẳng định đây là một trong những cái nhịp giảm altcoin mạnh nhất trong nhiều chu kỳ trở đây. Cái lý do thì chúng ta cũng đã từng chia sẻ với nhau khá là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Vì cái số lượng altcoin thực sự ở trong thời điểm hiện tại của thị trường nó là rất lớn và nó lớn hơn các cái chu kỳ khác cũng đã rất là nhiều, trong khi dòng tiền được bơm vào thì chưa thực sự là mạnh. Thì nếu mà chúng ta tính trung bình ra thì cái sự sụt giảm của altcoin là lớn là chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Hồi thời điểm hiện tại thì cũng rất khó để đưa ra một cái lời khuyên chính xác cho những holder altcoin, bởi vì sao? Bởi vì mỗi một người sẽ có một cái khoản vốn cũng như cái thời điểm đầu tư và cái vị thế altcoin cũng như cái dự án khác nhau, chúng ta sẽ không có một cái mẫu số chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên thì mình tin rằng là cái tính chu kỳ hiện tại nó vẫn sẽ có đối với cả thị trường, chỉ có vấn đề là nó là xuống mạnh hay xuống yếu mà thôi. Và quan trọng là cái dự án mà chúng ta đầu tư nó có thực sự có cái định giá hợp lý hay không. Nếu mà nó thực sự vẫn ở trong mức định giá hợp lý, cũng như là những cái dự án đó có thể phục vụ được những cái nhu cầu trong tương lai, thì mình tin rằng là dù sớm hay muộn, khi mà thị trường quay trở lại thì những cái dự án đó cũng sẽ là những cái dự án tăng trưởng đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta cũng đang có một tín hiệu liên quan tới Bitcoin Dom lần chúng ta cần chú ý. Ở trên chart biểu thị Bitcoin Dom thì chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ lệ phần trăm của Bitcoin Dom đang có xuống giảm xuống dưới 57%.
và điều quan trọng là nó cũng đã thủng qua đường EMA 34 và đây cũng là một tín hiệu tương đối tốt cho altcoin trong ngắn hạn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không thể đòi hỏi rằng cái Bitcoin Dom đòn tụt quá sâu trong cái đoạn thời điểm hiện tại được, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì dòng tiền hiện tại vẫn đang tập trung chủ yếu vào BTC là chính và altcoin, thì mình cho rằng là ít nhất phải qua 2025 thì chúng ta mới có thể đón được những cái dòng tiền mới để chúng ta có được một cái sự hồi phục mạnh trở lại. Ok, chúng ta cũng có một cái điều mà chúng ta cũng hiểu ngầm với nhau rằng tháng 9 này gần như là tháng mà thị trường tài chính chung sẽ có cái sự giảm điểm, khi mà trong tháng 9 cũng rất nhiều những cái thông tin quan trọng được tung ra từ CPI cho đến lãi suất. Nhưng đó sẽ là cái xu hướng trong ngắn hạn thôi. Còn về dài hạn mình cho rằng cái câu chuyện nó sẽ vẫn khác, đúng không ạ? Bởi vì bản chất các loại tài sản trong bất cứ một cái thị trường đầu tư tài chính nào nó sẽ không thể ở một cái xuống mãi mãi được, đúng không ạ? Đến một cái thời điểm thích hợp nó sẽ bắt buộc phải đảo chiều. Và điều này thì nó đã vận hành qua rất nhiều thế kỷ với những cái thị trường tài chính khác rồi, đúng không ạ? Và trong cái ngày hôm nay thì mình có lướt ở trên trang Twitter của CryptoCon thì cũng đã có một cái sự so sánh khá là thú vị mình muốn chia sẻ với các bạn ở cái thời điểm 2019 và 2024. Tại đây tác giả đã so sánh cái xuống ở thời điểm hiện tại đang có sự tương đồng với 2019, tức là trước sóng uptrend mạnh nhất của chu kỳ gần nhất. Chúng ta cũng có thể thấy rằng trong năm 2019 thì có sóng 1 cho đến sóng 3 là những sóng tăng mạnh, nhưng từ cuối sóng 3 cho đến sóng 8 thì lại đã có những sóng điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Mặc dù nó đã có một cái cú sập do cái sự kiện đến từ đại dịch Covid-19, đúng không ạ? Tuy nhiên đây là sự khởi đầu cho một sự tăng trưởng mạnh nhất của Bitcoin trong chu kỳ trước. Còn nếu mà chúng ta so sánh ở thời điểm hiện tại thì cũng đang có những cái dấu hiệu khi mà khoảng 3 sóng đầu là một cái xu hướng tăng mạnh, nhưng các sóng sau lại đang có một cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Và cái điều đáng chú ý là cái biểu này đang xác định là chúng ta đang tiệm cận với đầu sóng 8 ở mức giá khoảng 50.000 đô và khả năng cao sẽ chạm khi mà kết thúc tháng 9. Theo nhận định của mình thì mặc dù chúng ta cũng chỉ tham khảo cái biểu đồ này thôi, không có gì là chắc chắn 100%, bởi vì sao? Vì nhiều thứ nó cũng đã thay đổi so với nhiều năm trước rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên về cái tính xu hướng chung thì mình cho rằng là cũng sẽ có những cái sự lặp lại tương đồng, nhưng không thể nào mà khác hoàn toàn 100% được. Cái này là do cái niềm tin của tất cả mọi người thôi. Mọi người hãy lật lại cái thời điểm năm 2019 thì cái thời điểm đó niềm tin của thị trường nó cũng rất là thấp, đúng không ạ? Không ai nghĩ rằng là thị trường sẽ có thể tăng trưởng mạnh trở lại, nhưng các bạn thấy là nhiều năm sau thì câu chuyện nó lại khác. Và thời điểm hiện tại mình cho rằng là chúng ta cũng đang ở trong một cái trạng thái thị trường không thực sự là quá tệ, khi mà giá của Bitcoin nó cũng đang ở mức rất là cao, cao hơn so với 2019 rất là nhiều. Và tâm lý của mọi người thì có vẻ khá là căng thẳng, nhưng về cái xu hướng dài hạn của Bitcoin cũng như cái mức giá của Bitcoin, nếu chúng ta xét một cách công bằng ra thì nó không hề quá tệ một chút nào. Và vì thế thì chúng ta cũng thấy rằng là thời điểm hiện tại thì là cái thời điểm về tình hình chung là nó cũng đã tốt hơn so với trước đây 2019, thì mình tin rằng là cái niềm tin của thị trường nó còn thấp hơn bây giờ rất là nhiều, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đã có những quỹ đầu tư lớn, đã có ETF và có rất nhiều thứ khác để mà có thể có một cái niềm tin rằng là thị trường sẽ có thể tiếp tục tăng trưởng. Vấn đề là thời gian sẽ là khi nào, đó. Còn trong thời điểm 5 năm trước thì mọi thứ thực sự nó rất là mơ hồ. Ok, chúng ta sẽ đến với một thông tin tiếp theo. Thì tại cái thời điểm hiện tại thì thị trường crypto cũng đang chịu tác động tương đối rõ ràng đến từ thị trường tài chính truyền thống với những nhịp giảm khá là mạnh. Và điều này cũng khá dễ hiểu khi mà dòng tiền lớn nhất kể từ năm 2023 cho tới thời điểm hiện tại chủ yếu là đến từ những tổ chức tài chính truyền thống, đúng không ạ? Với đây là những cái thông tin về kinh tế vĩ mô đang được cộng đồng crypto rất là quan tâm. Các bạn có thể thấy là trên trang cung cấp dữ liệu về dòng tiền ETF Bitcoin Spot thì với cái việc thị trường đang trong trạng thái khá tiêu cực thì nó cũng ảnh hưởng đến các quỹ ETF. Tại đây chúng ta có thể thấy rằng là kết thúc phiên giao dịch gần nhất là ngày 6 tháng 9 thì đã có khoảng 170 triệu đô la Bitcoin đã bị bán, và đứng đầu đó là FBTC của Fidelity khoảng 85,5 triệu. Tiếp theo là GBTC của Grayscale với 52,9 triệu. Và về việc kết quả dòng tiền âm từ ngày 27 tháng 8 cho đến nay, chúng ta đã chứng kiến khoảng 8 ngày liên tiếp bán ra của các quỹ ETF với tổng khối lượng lên tới là 1,2 tỷ đô. Và cái điều đáng chú ý là với dòng tiền âm khoảng 289 triệu đô vào ngày 3 tháng 9 là cái đợt outflow lớn thứ hai trong lịch sử của ETF Bitcoin Spot cho đến thời điểm hiện tại. Nó chỉ xếp sau cái kỷ lục nửa tỷ đô bán ra vào ngày 1 tháng 5. Thì có lẽ là trong tháng 9 là cái tháng mà thị trường tài chính chung bên chứng khoán không thực sự tốt, thì nó cũng ảnh hưởng phần nào đến thị trường ETF của Bitcoin. Có thể chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chứng kiến những cái đợt bán xả của những cái quỹ ETF, và cái nguyên nhân cũng không hẳn là do thị trường crypto mà có thể là do tâm lý hoang mang ở bên ngoài. Mình nghĩ rằng là chúng ta cũng đang ở trong giai đoạn thị trường khá là khó khăn, tuy nhiên thì cái mức độ bi quan thì mình cho rằng là nó sẽ không lớn bằng cái giai đoạn downtrend như là năm 2022 được. Cái sự so sánh giữa thời điểm hiện tại và thời điểm 2022 mình cho rằng nó khá là khập khiễng. Tất nhiên là trong từng năm một thì chúng ta đều có những cái cảm xúc của từng cái chu kỳ khác nhau, đúng không ạ? Nếu mà cảm xúc của quý 1 2024 là cảm xúc thăng hoa và tăng trưởng, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nhường lại quý 2, quý 3, đó là những cái cảm xúc mà tiêu cực.
đúng không ạ? Và đấy là một cái giai đoạn hết sức là bình thường thôi, trong tất cả các năm tài chính nó đều sẽ có những cái giai đoạn như vậy, không có một năm nào nó tăng trưởng một mạch mà không có năm nào là nó giảm một mạch, nó sẽ có những cái nhịp hồi phục hoặc có những cái nhịp gọi là điều chỉnh, là cái điều hết sức là bình thường. Ok, trước khi tiếp tục với ngày hôm nay thì tài trợ cho ngày hôm nay đó chính là sàn giao dịch FXGT. Mới đây thì FXGT họ có ra mắt tài khoản có tên là Optimus, và cái tài khoản này thì sẽ cho phép các bạn đặt đòn bẩy mặc định là 1-2.000 và các bạn có thể nâng lên là 1-5.000. Mức đòn bẩy này là mức đòn bẩy khá cao khi các bạn giao dịch. Cùng với đó, FXGT cũng triển khai đòn bẩy tương đối linh hoạt dựa trên số dư tức thời. Ngoài ra thì tài khoản Optimus chỉ yêu cầu nạp tối thiểu là $10 và các bạn nó có vốn nhỏ thì các bạn cũng có thể trải nghiệm cái tính năng mới của sàn giao dịch này. Bên cạnh đó thì spread của cái tài khoản Optimus này cũng khá là thấp, không mất phí qua đêm, và điều này thì giúp cho các bạn tối ưu hóa được kể cả các bạn có đặt lệnh là $10 hay là $100. Với những loại tài sản giao dịch đa dạng như là forex, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và tiền tử, các bạn có thể tự do lựa chọn. Đòn bẩy cao đem lại lợi nhuận lớn, tuy nhiên đi kèm với đó là khả năng cháy tài khoản cũng cao hơn. Thế nên khi các bạn giao dịch, các bạn nên cẩn trọng trong chiến lược cũng như là có một cách quản trị rủi ro một cách cẩn thận nhất, chưa? Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này của FXGT, các bạn có thể đăng ký qua đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Ok, ở trong phần tiếp theo của ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật nhanh qua tình hình thị trường altcoin. Trước tiên là đối với cả ETH thì các bạn có thể thấy rằng trên chart đồ thị của Ethereum thì cũng có những cái nhịp flash dump trong tuần đầu tiên của tháng 9 cùng với cả Bitcoin. Giá đã có thời điểm đang với mức là 2154, cũng tiệm cận với cái vùng đáy vào đầu tháng 8 đã được tạo ra. Và các bạn có thể thấy rằng trong video trước thì mình cũng đã cập nhật cho các bạn về cái performance của Ethereum hiện tại không thực sự là tốt, và thậm chí nó cũng đang không tốt bằng những cái đối thủ công nghệ như là Solana hay là BNB. Và thời điểm hiện tại thì tâm lý holder cũng đang tệ hơn khi mà hiện tượng sell new khá là đúng với cả trường hợp của ETH. Chúng ta thấy rằng là từ cái thời điểm mà ETF Ethereum được ra mắt đến thời điểm hiện tại thì ETH đã giảm khoảng 30% trong vòng khoảng 2 tháng, đúng không ạ? Thì đến cái bản cập nhật bên côn thì ETH cũng có cái sự điều chỉnh khá là mạnh. Có vẻ như là cái câu nói sell the new vẫn đang tương đối là chính xác đối với trường hợp của Ethereum trước những cái sự kiện quan trọng. Và trên những cái dữ liệu chuỗi mà mình có kiểm tra thì các bạn thấy ở trong màn hình thì cũng có những cái địa chỉ ví hold ETH trên 10.000 E tính từ điểm giai đoạn tháng 7 là trùng với thời điểm ETF ETH được SEC chấp thuận, tức là những cá voi này là họ mua tại cái thời điểm mà khi mà ETF được thông qua thì họ vào họ mua số lượng rất là lớn với mong muốn là sau ETF thì ETH có thể tăng trưởng mạnh. Thì các bạn thấy là cái xu hướng chung của những cái nhà đầu tư này đang là màu xanh và đang có dấu hiệu giảm, tức là những cái cá voi này họ đang ngừng tích lũy ETH và thay vào đó họ đang có xu hướng bán ra nhiều hơn, và thậm chí có nhiều cá mập chịu sức ép về nợ margin call cũng phải thanh lý cái số Ethereum mà mình đang nắm giữ. Thì các bạn thấy là trong bối cảnh giảm điểm thì không chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà những nhà đầu tư với số tiền lớn họ cũng có thể ra những quyết định không thực sự là chính xác, đúng không ạ? Và cái sự FOMO nó là sự FOMO chung thôi. Và trong cái đoạn tháng 3, tháng 4 thì khi mà thị trường bước vào đoạn mid uptrend cũng như là những thông tin liên quan ETF thì cũng có rất nhiều những nhà đầu tư lớn họ cũng đã tham gia vào thị trường. Tuy nhiên thì khi mà họ tính toán không thực sự kỹ, hoặc là ví dụ như là họ thế chấp Ethereum lên trên cái nền tảng AAV mà họ thế chấp một số lượng quá lớn, thì trong đoạn vừa rồi là cũng có rất nhiều những cái nhà đầu tư lớn họ bị thanh lý. Các bạn có thể thấy rằng là có những nhà đầu tư đã phải bán ra 28.000 E trị giá khoảng $60 triệu để thanh toán những khoản nợ trên nền tảng của AAV. Theo một số thống kê thì cá voi này đã chấp nhận khoảng lỗ khoảng $17 triệu khi mà cái vùng giá trung bình mua ETH của ví này ở khoảng là 2850 trong giai đoạn tháng 12 của năm 2023. Có những cái đợt mà ETH đạt đỉnh thì cá voi này đã có khoản unrealized profit tương đối lớn, tuy nhiên thì do chưa chốt lời và áp lực trả lãi vẫn còn, thế nên bắt buộc là ví này phải cắt lỗ. Đây là một trong những cái trường hợp thua lỗ khá tiêu biểu của các nhà đầu tư trong dần vừa rồi. Khi mà chúng ta đầu tư, kể cả các bạn là những nhà đầu tư lớn mà các bạn không quản trị phân bổ vốn tốt, hoặc là cái việc mà các bạn đầu tư quá nhiều và sử dụng đòn bẩy quá cao, thì khi mà giá của thị trường nó có cái sự nhịp điều chỉnh thì các bạn sẽ rất là khó để các bạn kiểm soát, đúng không ạ? Mặc dù ETH là một cái dạng tài sản khá là an toàn, nhưng mà trong cái giai đoạn mà thị trường thanh lọc thì chúng ta cũng không thể biết được điều gì có thể xảy ra. Thế nên là cái việc quản lý vốn vẫn luôn luôn là một trong những cái yếu tố hàng đầu khi mà chúng ta đầu tư ở bất cứ dự án nào cũng như là ở bất cứ những cái dự án nào. Chúng ta đã chờ đợi 2 năm từ mùa đông 2022 cho đến thời điểm mà Bitcoin halving, cho đến ngày mà ETF được thông qua.
Thế nên là mình cho rằng là những cái nhà đầu tư đã đầu tư từ năm 2022 đến giờ thời điểm hiện tại thì họ cũng không thực sự là quá lo lắng. Chỉ có những nhà đầu tư mới tham gia từ năm 2024 thì sẽ chứng kiến những khoản lỗ, đặc biệt là các bạn nếu mà ngoài Bitcoin ra thì đa phần là những cái altcoin, kể cả ETH đều sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Thế là trong giai đoạn hiện tại thì mình nghĩ rằng là tùy xem cái vị thế của các bạn là như thế nào, đúng không ạ? Tùy xem là các bạn mua vùng mua là bao nhiêu, cũng như là cái niềm tin của các bạn đối với thị trường là ra sao thì chúng ta có thể gọi là giữ được cái số tiền đầu tư của chúng ta hay không mà thôi. Ngoài ra, với tính chất là một video đầu tuần thì trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ tổng hợp cho các bạn một số những sự kiện đáng chú ý trong 3 tuần cuối cùng của tháng 9. Trong đó thì một số những cái tin tức mình đánh dấu sẵn có thể sẽ ảnh hưởng khá lớn đến diễn biến trên thị trường, ví dụ như là chỉ số CPI lạm phát sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 9. Sau đó một tuần thì sẽ là quyết định hết sức quan trọng về lãi suất vào ngày 18 tháng 9. Sự kiện này thì sẽ có tính bước ngoặt với thị trường tài chính chung, chứ không chỉ riêng với crypto, bởi vì nếu Fed thực sự cắt giảm lãi suất thì đây sẽ là tín hiệu tương đối tốt. Tuy nhiên thì mọi người cũng đang kỳ vọng Fed sẽ giảm ít nhất là khoảng 0,5% điểm lãi suất, nới lỏng dòng tiền khi mà lạm phát cũng đã có phần suy giảm. Tại thời điểm ra tin thì trong giai đoạn gần đây thì Bitcoin cũng thường pump dump vài ngàn giá, thế nên các bạn đánh lướt scalp thì các bạn nên chú ý mốc thời gian này để hạn chế giao dịch, rất có thể sẽ bị queue long short hai đầu, vì thường những thông tin này khi được tung ra thì thị trường sẽ không đi theo bất cứ một mô hình nào cả. Và cuối cùng trong giai đoạn tháng 9 thì CZ cũng sẽ chính thức ra tù, thì thông tin này cũng có thể là sẽ tốt cho hệ BSC, tuy nhiên theo những thông tin mình mới nhận được thì Binance sẽ không cho CZ tham gia vào bất cứ những công việc điều hành nào. Tuy nhiên thì với việc là cổ đông lớn nhất của Binance cũng như là người nắm giữ nhiều BNB nhất thì cũng sẽ có thể sẽ có những tác động tốt cho BNB sau này. Các bạn có thể thấy rằng là BNB hay là Solana 2023, 2024 đều là những năm rất là khó khăn và dọc rất nhiều những cái thông tin phớt khác nhau. Tuy nhiên thì những cái thần tảng lớn này cũng đều đã có cái sự tăng trưởng. Thời điểm hiện tại thì đến lượt ETH gặp rất nhiều những cái thông tin phớt. Tuy nhiên thì mình tin rằng với những cái dự án mà có cái chỗ đứng ở trên thị trường thì về dài hạn rồi nó cũng sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó thôi. Ok, đó là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng một nội dung của video hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy đừng quên like, share, comment bên dưới cho mình biết, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại mọi người.